cơ duyên nào đưa bạn đến với lại điện ảnh? Thực ra đấy cũng là một cái cơ duyên tình cờ, bởi vì trước đây thì Jun là người mẫu quảng cáo và chưa bao giờ nghĩ là mình có tài năng diễn xuất hay là có thể bước một chân vào con đường điện ảnh cả. Nhưng mà do một lần tình cờ là đã đóng một cái bộ phim ngắn với một người bạn là anh B Trần. Sau đó thì anh B Trần mới nhận được cái dự án Vẽ đường cho yêu chạy, và lúc đó thì đang tìm nữ chính nên là anh B Trần đã giới thiệu Jun với cả anh đạo diễn, và sau đó thì Jun có đi casting. Rồi cũng may mắn, rất là bất ngờ là nhận được vai. Nhưng mà khi đó thì nhà Jun chưa có cho đóng phim, và rất là nhà Jun không ủng hộ khi mà Jun đi theo con đường showbiz. Cho nên là khi đó là cả anh đạo diễn lẫn anh B phải nhắn tin xin phép mẹ cho con gái về Việt Nam đóng phim. Thì hai anh cũng cũng làm cho mẹ tin tưởng được để mà mẹ có thể giao cho con gái cho các anh chăm sóc tạm thời trong thời gian về Sài Gòn, tại vì không có người thân ở Sài Gòn. Đó. Thì bởi vì thế nên là Jun mới về quay được, và sau cái bộ phim này là may mắn giành được giải thưởng điện ảnh. Nên là gia đình mới nghĩ là hay là đây là một cái duyên, mới chấp nhận là cho Jun thử con đường diễn viên.